là cuộc thi có quy mô toàn quốc, mô phỏng quy trình tuyển dụng quản trị viên tập sự của các công ty tập đoàn đa quốc gia. Cuộc thi Doanh nhân tập sự 2022 vừa qua đã diễn ra thành công tốt đẹp và đem lại cho các thí sinh tham gia một hành trình đầy ý nghĩa. Doanh nhân tập sự là cuộc thi mô phỏng quy trình tuyển dụng Management Trainee do câu lạc bộ kỹ năng doanh nhân trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tổ chức. Cuộc thi nhằm nâng tầm hành trang ứng tuyển và tạo cho cộng đồng sinh viên cả nước môi trường trải nghiệm thực tế thông qua việc tiếp cận trực tiếp hoạt động của các doanh nghiệp, từ đó tạo nền tảng kỹ năng thiết yếu trên hành trình trở thành lãnh đạo tương lai. Doanh nhân tập sự 2022, hành trình nâng tầm bản lĩnh mùa thứ 7 đã được nâng cao chất lượng cuộc thi, mang lại trải nghiệm thực tế cho sinh viên Việt Nam cùng 5 ngành nổi bật: Sales, Marketing, Supply Chain Management, Finance và Human Resources. Thông qua lộ trình PAIN, công cụ TCFM, các thí sinh đã được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên sâu từ 7 buổi training bởi các tập đoàn hàng đầu, thực hành giải quyết case study, tiếp thu những góc nhìn sâu sắc hơn về khối ngành kinh tế. Đặc biệt, qua mỗi thử thách, doanh nhân tập sự luôn tạo điều kiện tốt nhất để các thí sinh xây dựng mối quan hệ bền vững với những người dày dặn kinh nghiệm trong nghề. Đêm chung kết doanh nhân tập sự 2022 vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, đêm tôn vinh khoảnh khắc khởi nguồn bản lĩnh, đã khép lại cuộc thi năm nay, mở ra chặng đường mới đầy hứa hẹn cho các thí sinh tài năng, đã can đảm dấn thân, viết nên câu chuyện bản lĩnh của riêng mình. Sự đồng hành hợp tác của hơn 30 doanh nghiệp lớn chính là bảo chứng cho quy mô và chất lượng của doanh nhân tập sự. Sau hơn 2 tháng diễn ra, cuộc thi không chỉ thu hút hơn 2.700 sinh viên đăng ký tham gia, mà còn lan tỏa thông điệp bản lĩnh khởi nguồn từ mọi khoảnh khắc giản đơn đến cộng đồng sinh viên. Doanh nhân tập sự tin rằng khoảnh khắc nhỏ bé bạn quyết định cho mình cơ hội để dấn thân chính là lúc bạn bước vào hành trình nâng tầm bản lĩnh.